Xin chào các em. Ở bài học trước chúng ta đã nghiên cứu bài este lipid và chất đặc dược. Trong cuộc sống, chất béo hay lipid đúng không ạ? Sẽ có một số chỉ số đặc trưng cho nó, ví dụ như chỉ số axit, chỉ số este, chỉ số sa phòng hóa, chỉ số iốt. Và các chỉ số đó thường xuất hiện đặc trưng cho este và nó xuất hiện một số trong đề thi đại học. Cái dạng bài tập này thường gây khó khăn cho các em vì chúng ta phải nhớ được cả khái niệm sau đó mới tính toán. Thì nếu các em chỉ cần nắm được khái niệm của các chỉ số này thì nó trở về kiến thức của tiết hôm trước, đó là bài tập về este đa chức. Chúng ta vào bài nghiên cứu. Trước tiên, ta sẽ ôn lại lý thuyết một chút về chất béo. Chất béo. Thì ở tiết trước chúng ta đã làm quen rồi. Chất béo là chi este đúng không ạ? Của glycerol chi este. Và công thức tổng quát chung là RCOO 3 lần C3H5. Và cái chất này người ta còn gọi tên chung là triglycerid đúng không ạ? Các em nhớ từ ngữ nhé, triglycerid. Ngày hôm nay chỉ cần các em nắm được khái niệm chính xác về từ ngữ thì kiến thức buổi này rất đơn giản, triglycerid. Và trong thực tế cuộc sống thì ngoài chất béo, ngoài chi este ra, nó còn hay kèm theo một lượng axit béo tự do. Và chúng ta sẽ có công thức thứ hai là axit béo tự do. Công thức thể giống hoặc là khác axit béo ở trong phân tử este ban đầu. Vậy chúng ta có tổng quát là R trung bình COOH. Tức là gì? Trong một hỗn hợp chúng ta gồm gọi chung là chất béo. Trong hợp này gọi chung là chất béo. Thì trong hợp đó, các em nhớ buổi hôm nay là ngoài cái vấn đề là có este RCOO 3 lần C3H5 thì có những tình huống là chỉ có chất béo, chỉ có mỗi este thôi. Nhưng có những tình huống thường xuyên hay gặp, đó là chất béo thường thêm lẫn một lượng axit béo tự do. Các em chú ý RCOH ở bên ngoài, đúng không ạ? Và như vậy thì đặt vấn đề nghe tức là gì? Chúng ta nếu chúng ta cho một bazơ ở đây và trong đề thi thường là KOH theo khái niệm thì chúng ta sẽ xảy ra những phản ứng nào? Ai biết rằng ưu tiên số 1 trước tiên là phản ứng trung hòa. Nếu trong hỗn hợp này có axit tự do, trong chất béo này có axit to thì khi đó là phản ứng RCOH phản ứng với KOH tham gia phản ứng trung hòa. Sau đó KOH sẽ tham gia phản ứng thứ hai với este và hôm nay ta gọi rất chính xác từ ngữ đó là phản ứng thủy phân este. Đúng không ạ? Vậy thì dựa vào các lượng KOH phản ứng với axit hoặc là KOH phản ứng với cả hỗn hợp chất béo này, chúng ta có các chỉ số sau đây. Ta đi ở chỉ số thứ nhất là chỉ số axit. Thì cái khái niệm về chỉ số này các em phải nắm rất chắc cơ thầy. Và khi đó chúng ta làm bài tập trở nên đơn giản hơn. Là gì? Là số miligam KOH. Miligam KOH ở đây tôi hiểu theo nghĩa chất tan, hay còn gọi là nguyên chất đi. Ở đây không liên quan gì đến dung dịch kèm nhé. Nguyên chất Dùng để trung hòa, đúng từ ngữ của chúng ta phải là để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 1 gram chất béo. Tức là gì? Ở đây người ta quy về cả hỗn hợp gồm 2 chất, có cả axit, có cả este. Thì cái chỉ số axit chỉ tính riêng cái lượng miligam KOH dùng để trung hòa axit béo này thôi. Và nó quy về trong hỗn hợp là 1 gram chất béo. Thì tí nữa ta áp dụng bài tập cụ thể cho em sẽ thấy là công thức tổng quát em sẽ tính như sau. Thì viết tắt là chỉ số axit. Vì nhiều khi đề thi không phải là cho 1 gram chất béo mà cho m gram chất béo chẳng hạn. Thì khi đó sẽ bằng là gì? Số miligam KOH, các em dùng chính xác thì là từ trung hòa nhé, các em chú ý chữ trung hòa, chia cho số gam chất béo. Đấy. Tức là lượng KOH trung hòa chia cho lượng chất béo ban đầu để bài cho, không cứ phải là 1, có thể là 5 gam, 6 gam hoặc 7 gam. Đúng không ạ? Ta sang chỉ số thứ hai, đó là chỉ số xà phòng hóa. Thầy viết tắt chỉ số xà phòng hóa là gì? Vẫn quy về lượng KOH là số miligam
là số miligam KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn. Vậy thì thầy giải thích rõ hơn cái chữ xà phòng hóa hoàn toàn này. Vậy thì xà phòng hóa hoàn toàn này gồm hai từ cộng lại, đó là thứ nhất là từ trung hóa béo và từ thứ hai là thủy phân ete. Đúng không ạ? Xà phòng hóa hoàn toàn tức là gì? Gồm trung hòa axit béo cộng với thủy phân ete, hay còn gọi chính xác là thủy phân triglycerid. Đúng không? Thủy phân triglycerid có trong 1 gram chất béo. Vậy em thấy là nó đều quy về 1 gram chất béo. Và nếu áp dụng công thức tổng quát thì ra sẽ có là chỉ số xà phòng hóa sẽ bằng là gì? Cũng giống như ở đây, không cứ phải là quy về 1 gram, đề bài không phải cứ loại cho 1 gram, đề bài cho một số gram cụ thể của chất béo, thì khi đó em phải tính là số miligam KOH, cái dùng đúng từ là xà phòng hóa, đúng không ạ, chia cho số gram chất béo ban đầu. Chất béo ban đầu này thì đây là chỉ số xà phòng hóa. Và thầy lưu ý lần lần nữa là gì, nhắc lại kèm chữ xà phòng hóa này thì nó bao gồm chữ trung hòa cộng với chữ thủy phân ete. Đấy, vấn đề. Vậy thì đây, chúng ta sẽ xuất hiện bài thứ nhất, dạng bài rất đơn giản là tính chỉ số axit và tính chỉ số xà phòng hóa. Vậy chúng ta chỉ việc áp dụng đúng vào công thức là xong. Đôi khi có những trường hợp là gì, đề bài lại không cho các, lại cho NaOH chẳng hạn, hoặc thậm chí là BaOH chẳng hạn, thì ta quy đổi tương đương về số mol. Thì các em chú ý cho thầy một chút là khi áp dụng công thức thì luôn luôn phải tính theo KOH. Nhưng khi tính toán nhiều khi linh hoạt, ta để ý thầy là số mol NaOH luôn luôn bằng số mol KOH và nó chuyển đổi về mol. Đấy. Chú ý. Đề bài có thể thay NaOH bằng KOH, đúng không ạ? Ta thử bài tập thứ nhất là bài tập tính chỉ số. Dạng bài tập thứ hai là dạng bài tập tính khối lượng của xà phòng. Và nhắc lại kiến thức bài hôm trước, xà phòng ở đây chúng ta tổng quát là RCOOK thường gặp, hoặc là RCOONa. Đúng không ạ? Muối của axit béo là một. Tính thứ hai là tính khối lượng của glycerol. C3H5OH. Đây là dạng bài đặc trưng thứ hai của chúng ta. C3H5OH 3 lần. Với dạng bài này, thầy chia cho em thành hai trường hợp để em sử dụng rất là rõ ràng. Trường thứ nhất, một số đề bài sẽ nói là lipid hoặc là chất béo trung tính. Lipid hoặc chất béo trung tính. Thì ta hiểu chữ trung tính này theo nghĩa là gì? Trong hỗn hợp đó sẽ không có axit béo tự do mà chỉ có triglycerid. Vậy tức là không có axit béo. Không có axit béo tự do. Hay nói cách khác là gì? Có chỉ số axit bằng 0. Đấy. Có chỉ số axit bằng 0. Vậy thì khi này các em thấy ngay không? Cái chữ xà phòng hóa này bây giờ nó tương đương với chữ thủy phân. Chúng ta chỉ một vai trò duy nhất là phần thủy phân ete. RCOO 3 lần C3H5. Thầy cứ để theo ba giờ gốc của nó là KOH nhé. 3KOH. Chúng ta được là 3 xà phòng RCOOK cộng với glycerol. Thì đến đây nếu chỉ số axit bằng 0 rồi thì việc áp dụng bài tập giống hết ete đa chất ở buổi hôm trước. Đúng không ạ? Thứ nhất, em có KOH. Trong quá trình này có thể biết R hoặc không biết R, chúng ta không cần để ý. Nhưng chất KOH là chất cụ thể thì biết rồi. Glycerol biết công thức rồi, có khối lượng rồi. Vậy thì ta có hai mối quan hệ luôn áp dụng đó là gì? Muốn tính glycerol thì em chỉ việc lấy số mol KOH chia cho 3, đúng không ạ? N của glycerol bằng số mol KOH. Nhưng ngày hôm nay chúng ta dùng rất chính xác từ ngữ. KOH là KOH gì? Không phải KOH trung hòa, mà KOH là KOH xà phòng hóa, hay có thể nói cách khác là KOH thủy phân, đúng không ạ? Rồi chúng ta chia cho 3.
Như vậy là có KH chúng ta sẽ tính được glycerol. Và để tính xà phòng, chúng ta dùng bảo toàn khối lượng để tính xà phòng. Bảo toàn khối lượng. Được. Ta tính là gì? M của xà phòng sẽ bằng M của triglycerid, hay còn gọi chung là chất béo hay lipid, đúng không ạ? Bằng M của chất béo đề bài sẽ cho. Tức là gồm este đấy, đúng không ạ? Cộng với M của KH xà phòng hóa. Hay là thủy phân. Trừ đi M của glycerol C3H5OH tất cả 3 lần. Đây rất đơn giản, giống kiến thức của nhiều buổi hôm trước, đúng không ạ? Nó chỉ có một phản ứng thôi. Sang tình huống thứ hai, trường hai, đó là với lipid hoặc là chất béo, chất béo trường bên trong lipid, đúng không ạ? Mà có chỉ số axit là khác không? Hay là tóm lại là có axit béo tự do trong hỗn hợp. Vậy khi đó chúng ta sẽ có hai bản chất phản ứng là RCOOH phản ứng trung hòa chi tiết cộng với KOH biến thành RCOOK cộng với nước. Phản ứng này là phản ứng trung hòa. Được chưa? Tiếp theo là phản ứng thủy phân. Đấy. Bài này thường gây khó khăn với một số bạn. Đó là chúng ta dùng từ ngữ chính xác cộng với 3KH nha. Thầy nói đây là chữ trung hòa nhé, đây là chữ thủy phân nhé. Khi đó biến thành 3 phân tử muối RCOOK cộng với glycerol C3H5OH 3 lần. Phản ứng số 2, đúng không ạ? Vậy thì dựa vào hai phản ứng này thấy ngay là cái lượng KH xà phòng hóa lượng của KH xà phòng hóa, các em chú ý, sẽ bằng số mol của KH tham gia phản ứng trung hòa cộng với số mol của KH tham gia phản ứng thủy phân. Vậy thì vấn đề là đề bài muốn tính glycerol thì các em phải tính lượng KH thủy phân riêng ra rồi em chia cho bài, đúng không ạ? Vậy để làm việc đó chúng ta nhớ các mối quan hệ như sau là số mol của KH trung hòa thì hay là tính qua chỉ số axit đấy, hay là tính qua chỉ số axit, đúng không? Là một, và nó cũng đồng thời luôn là bằng số mol nước. Số mol nước. Và số mol của KOH tham gia phản ứng thủy phân nhớ là nó vẫn thế, vẫn 3 lần số mol của glycerol. Là mối quan hệ các em luôn luôn chú ý thầy. Chưa? Nó hơn mỗi công thức ở dưới này là nó thêm động tác là RCOH tự do. Và tương tự như vậy, bạn nào mà muốn tính glycerol em chỉ việc gì? Lấy KH xà phòng hóa trừ đi KH trung hòa rồi đem chia cho 3, em tự thay công thức vào. Cái thứ hai, vừa tính khối lượng xà phòng. Đây là vấn đề là ta hay bị sai nhiều. Thì đương nhiên chúng ta vẫn dùng bảo toàn khối lượng. Nhưng phương trình bảo toàn khối lượng đây phức tạp hơn ở trường hợp trước một chút, đúng không ạ? Vì các em nhớ nhá, các em chú ý này, cả cái tổng lượng này gồm cả axit béo tự do và cả triglycerid béo. Triglycerid thì nó gọi chung là chất béo rồi. Đề bài cho ta lượng chất béo rồi, đúng không ạ? Chất béo. Lượng thứ hai, lượng KOH đề bài cũng cho, nhưng khi này cho ở dạng nào? Là KOH ở dạng xà phòng hóa rồi. Và mới học thì kém rất hay sai chỗ này. Xà phòng ở đây là sinh ra bởi hai phản ứng chứ không phải một phản ứng. Đấy. Xà phòng ở trên và xà phòng ở dưới. Vậy khi bảo toàn khối lượng là phải bảo toàn cho cả hai phương trình. Nước thì chúng ta tính qua KH trung hòa, glycerol thì tính qua KH thủy phân. Vậy chúng ta có bảo toàn như sau. M của chất béo, thầy nhắc lại, chất béo gồm cả hỗn hợp triglycerid và axit béo tự do cộng với M của KOH, lượng này lượng tổng xà phòng hóa. Khi đó bằng M của xà phòng tổng tất cả xà phòng trên là dưới cộng với khối lượng của chất không phải xà phòng là gồm thứ nhất là M nước và thứ hai là M của glycerol C3H5OH 3 lần. Đây là toàn bộ nội dung yêu cầu tính toán của em cho các bài về chỉ số axit và chỉ số xà phòng hóa. Còn một số chỉ số khác các em cần tham khảo thêm trong sách bài tập
Nhưng trên cơ sở các em nắm được hai chỉ số này thì các em sẽ làm được tất cả chỉ số khác của ET. Chúng ta bắt đầu cùng nhau nghiên cứu các ví dụ